Chia sẻ với báo chí về kịch bản tăng trưởng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương dự báo GDP năm 2021 sẽ khoảng 3-3,5%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 9. Dự báo mới đưa ra trên cơ sở kết quả thực hiện kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển vọng 3 tháng cuối năm. Theo đó, ở kịch bản tăng trưởng cả năm đạt 3%, theo ông Phương, tăng trưởng quý 4 phải đạt 7,06%. Kịch bản 2, GDP cả năm đạt 3,5%, thì quý 4 phải tăng 8,84% trở lên. Trong quá khứ, mức tăng GDP quý 4 từ 7% trở lên đã từng đạt được. Song Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, tăng trưởng quý cuối năm 2021 hiện phụ thuộc nhiều vào đề án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chia sẻ tại buổi họp báo chính phủ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, khi nhà máy có ca F0 tại một phân xưởng sản xuất, hướng xử lý của Bộ Y tế là tách ca nhiễm, khử khuẩn và đưa phân xưởng trở lại hoạt động sau 24 giờ. Nội dung này được đưa vào trong hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Y tế soạn thảo để ban hành trong thời gian sớm nhất. Phương án sản xuất này đã từng được Bộ Y tế hướng dẫn tỉnh Bắc Ninh thực hiện hồi tháng 5 và ông Đỗ Xuân Tuyên cho biết kết quả hoàn toàn tốt. Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Mỹ sẽ tặng thêm Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer thông qua cơ chế COVAX, nâng tổng liều vaccine Mỹ tặng nước ta lên 7,5 triệu. Ngoài 7,5 triệu liều vaccine Pfizer được Mỹ trao tặng thông qua cơ chế COVAX, Việt Nam đã nhận trên 4,1 triệu liều vaccine AstraZeneca cũng từ cơ chế này. Bên cạnh việc trao tặng hàng triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX, ngay từ khi COVID-19 bùng phát, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu đô la Mỹ giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Giá tiêu ngày 3 tháng 10 tại thị trường trong nước tăng thêm 500 đồng, hiện nơi cao nhất chính thức đạt mốc 82.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, Đắk Lắk, Đắk Nông 80.000 đồng trên 1 kg, Gia Lai 79.000 đồng trên 1 kg, Đồng Nai 78.000 đồng trên 1 kg, Bình Phước 81.000 đồng trên 1 kg và Bà Rịa Vũng Tàu 82.000 đồng trên 1 kg. Địa phương có giá giao dịch hồ tiêu cao nhất cả nước. Tuần qua, giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 50 đô la Mỹ trên 1 tấn. So với đầu tháng, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng tới 165 đô la Mỹ trên 1 tấn. Tại thị trường thế giới, giá tiêu ngày 3 tháng 10 tại sàn Kochi, Ấn Độ giữ mức 5.654 đô la Mỹ trên 1 tấn. Thị trường hồ tiêu thế giới gia tăng nhiều đơn hàng đặt cho nhu cầu dịp cuối năm đến từ Mỹ, Trung Đông và châu Âu. Đây đều là những thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam.